Thưa quý vị, sau một năm học tập căng thẳng, học sinh cả nước đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Vui vì có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, đi du lịch và khám phá các kỹ năng mới. Song niềm vui của các con lại cũng chính là nỗi lo của nhiều bậc cha mẹ khi họ vẫn phải đi làm. Và kế hoạch cho con làm gì, gửi con ở đâu để có thể trải nghiệm kỳ nghỉ hè ý nghĩa, an toàn đang là bài toán hóc búa, đau đầu đối với các bậc phụ huynh. Kỳ nghỉ hè bắt đầu, bố mẹ đi làm, hai em nhỏ được gửi từ sáng sớm. Là anh cả, Huy đảm đương trách nhiệm vai trò trông các em giúp bố mẹ và các bác trong những ngày hè. Dù mệt, nhưng em vẫn cảm thấy rất vui vì có thời gian phụ giúp bố mẹ và chơi cùng các em của mình. Cũng là năm chuẩn bị cho kỳ chuyển cấp, Huy cho biết sẽ tranh thủ thời gian hè để nghỉ ngơi bên gia đình và học thêm online tại nhà. Em cũng rất háo hứng khi thời gian tới sẽ được về quê và đi du lịch cùng gia đình. Đến kỳ nghỉ hè, con ở nhà chăm chút các em, giúp phụ giúp bố mẹ và dành thời gian học tập chọn của mình nhiều hơn. Nhà con đã có dự định là đi về quê để trải nghiệm ở đó. Con cảm thấy rất là hào hứng. Con cảm thấy vui ạ. Con thích nghỉ hè vì không phải học, muốn đi bơi và đi du lịch cùng gia đình. Trái ngược với niềm vui này, phụ huynh của Huy và Lâm lại thêm phần lo lắng khi công việc bận rộn, chỉ có thời gian vào cuối tuần. Rất là lo là vì chẳng hạn như là mình đi làm cũng chỉ rảnh vào cuối tuần. Thì là trong những ngày các con nghỉ hè thì là mình cũng băn khoăn là ở nhà sợ các con không chăm sóc được nhau. Con lớp 10 ở nhà cũng có thể cơm nước cho em rồi, nhưng mà nó là con trai thì cũng không thể là như con gái được, một cái phần cơ bản thôi. Các con mới nghỉ hè thì mình cũng muốn là các con là để cho các con tự do là về thăm ông bà ngoại ở quê. Thứ hai là sau khi thăm ông ngoại quê lên thì sẽ cho các con đi học các môn các con yêu thích. Tôi cũng đang tham khảo một số các câu lạc bộ ngoại khóa khác như đi bộ đội với cả đi vào chùa để các con, tạo cho các con một sân chơi, các con năng động hơn và có một dịp nghỉ hè ý nghĩa hơn. Dù con đã bắt đầu được nghỉ hè được vài ngày, tuy nhiên vì bận công việc nên anh Huy cùng gia đình vẫn chưa thể sắp xếp thời gian lên kế hoạch lớp học hè và các hoạt động cho con. Bởi vậy, trước mắt, anh để con giúp đỡ các công việc tại cửa hàng và ở nhà. Phần sẽ giúp con có thêm kỹ năng, phần để con có thêm trách nhiệm với công việc nhà. Ngoài cái lớp học cờ vua và các hoạt động thể thao, thì tôi cũng sắp xếp cho cháu là giúp đỡ bố mẹ việc nhà để nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của ở nhà lên. Trong năm học thì các cháu cũng rất là bận bịu. Học tập trung học thì bố mẹ sẽ đã làm nhiều cái cho cháu, nhưng mà đến nghỉ hè thì cũng cố gắng cho cháu để có thêm trách nhiệm với gia đình. Và ngoài ra thì sau mỗi một lần giúp đỡ bố mẹ và gia đình thì có một vài phần quà nhỏ để động viên tinh thần cho các cháu. Nếu mà xem quá nhiều với cả với nhiều các em thấy nó bị chán quá vì ít được vận động, nên là con sẽ cố để làm một cái việc vận động nào đó cho nó vui hơn, với cả cho có không khí về mùa hè này. Cũng theo các bậc cha mẹ, dù hiện nay các trung tâm đào tạo kỹ năng sống nhiều, chương trình học tập vui chơi phong phú, song để có một nơi thật sự lý tưởng cho con được trải nghiệm vẫn đang gây đau đầu cho họ trong lựa chọn. Trước nỗi lo về việc dạy, chăm sóc hay phát triển các kỹ năng và hoạt động ngày hè cho các bạn nhỏ, nhiều khóa học và trại hè đã được tổ chức. Trong đó đáng chú ý là các lớp học trang bị kiến thức về mỹ thuật hay khóa học nâng cao kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước. Các nét vẽ ngộ nghĩnh cũng như những màu sắc rực rỡ hay những tranh vẽ chuyên nghiệp hơn cùng bố cục màu sắc hài hòa trên nền chất liệu vải toan là một trong nhiều lớp học mỹ thuật ngày hè của các bạn nhỏ. Theo đó, tại trung tâm nghệ thuật này, từ cuối tháng 5, thời gian kết thúc năm học, số học viên đăng ký tại trung tâm đã tăng 30% so với trước. Hôm nay con để lớp con vẽ con cá heo, con cá nhỏ, con sứa, con rùa. Ở lớp học vẽ rất là vui ạ. Sau những buổi học này thì mình sẽ học hỏi được nhiều màu sắc và những bức tranh mình vẽ ra thì mình
cũng có thể học hỏi nhiều điều, và cũng như là màu sắc thì mình sẽ biết phối lại với nhau cho nó đẹp đấy ạ. Thông qua mấy tháng hè khi đến với sân chơi nghệ thuật Cap, con được rèn luyện thêm về các cái kỹ năng, ví dụ như là biết cách phối màu hơn, biết cách sắp xếp bố cục trong tranh, được trải nghiệm trên nhiều chất liệu của mỹ thuật, và đặc biệt là thông qua đó thì các con cũng có thể rèn được tính tỉ mỉ. Bên cạnh lớp học nghệ thuật, các khóa học bơi ngày hè cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con. Theo đó, các lớp học không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà qua đó giúp các bạn nhỏ có kỹ năng, kiến thức về bơi lội, phòng chống đuối nước. Và khi mà mình học bơi thì mình hoàn toàn thể trang bị cho mình những cái kỹ năng cần thiết khi mà gặp những cái tình huống nguy hiểm như là đuối nước, hoặc là mình có thể đặc biệt là có thể cứu cả người khác khi mà họ bị đuối nước hoặc vấn đề đó. So với kỳ mùa đông vừa rồi thì khi đến mùa hè thì phụ huynh đã quan tâm rất là nhiều đến việc học bơi và cho con đi bơi lại, cụ thể nó tăng lên khoảng tầm 60% so với mùa đông. Đa phần phụ huynh quan tâm đến cái việc phòng chống đuối nước cho trẻ em, bởi vì hiện tại bây giờ cái tình trạng đuối nước của trẻ em diễn ra một cách rất là phức tạp, rất là nhiều những trường hợp nguy hiểm, kể cả là có bố mẹ đi kèm. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị đã triển khai các chiến dịch hoạt động nhằm tạo sân chơi hè cho các bạn nhỏ, qua đó trang bị những kỹ năng sống, kỹ năng nhận diện nguy cơ, phòng chống những tai nạn có thể xảy ra. Con rất vui khi được gặp con Viu tại đây. Con mong ước là sẽ bơi lội giỏi giống như cô anh Viên. Những hoạt động như vậy rất là có ích và ý nghĩa cho tất cả các bạn nhỏ. Tại vì cũng như nước ta là tình trạng đuối nước rất là cao, thì em nghĩ là các cấp chính quyền luôn luôn là tìm hỗ trợ, tạo điều kiện để giúp các em có những cái sân chơi, tạo điều kiện để các em học về bơi để giảm thiểu cái tình trạng đuối nước cho cả nước cũng như là các bạn nhỏ. Việc nở rộ các khóa học hay chạy hè là điều cần thiết đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình không có điều kiện dạy hay chăm sóc trẻ trong dịp hè. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để phát triển kỹ năng trẻ nhỏ, điều quan trọng nhất vẫn là cha mẹ cần xây dựng cho con một nền nếp, kỷ luật cùng thói quen thường xuyên ở gia đình. Mặc dù đã đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo về thực trạng đuối nước trẻ em, thế nhưng thời gian gần đây hàng loạt các vụ đuối nước thương tâm vẫn tiếp tục xảy ra. Hiểm họa đuối nước trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng nông thôn, miền núi trong mùa hè này đang cần có những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Ghi nhận của chúng tôi tại tỉnh Hà Tĩnh. Bãi biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Chiều ngày 25 tháng 3 vừa qua, các em học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Đồng Môn đã ra đây tắm. Do không biết bơi nên ba em học sinh đã đuối nước thương tâm. Dạ, để nhung hoàn cảnh mới được chắc hẳn một trái. Rốt cứng, cũng cho đi mua cám không? Chỉ có ở đây để bò thôi, nhưng mà chỉ cám ở với dưới em. Chắc hẳn không tắm, không biết đồng vội mà. Hoàn cảnh không có nữa. Dạ, để đang nghe nhủ chị ăn mỗi một quả mì tổ mới ăn nó đi, chứ cũng không biết. Sau những vụ đuối nước, nỗi đau luôn day dứt với gia đình các nạn nhân nhỏ tuổi. Ai cũng hối hận bởi đã quá chủ quan, hời hợt trong trông nom trẻ, cũng như ngăn chặn các nguy cơ đuối nước từ ao hồ, sông suối và thậm chí là cả những giếng khơi trong làng. Ra đi kiếm để viên cơm nắm chỗ nữa. Khi nào mẹ đi kiếm vô cái bờ giếng á, bồn nắm tạo nhưng vô bồn đào mà không cho một cái gì cả. Khi mẹ đi kiếm lên dưới tế đây này, đến khi rồi nghe điện về cho cái con này, nghe cái nơi này mẹ ơi. Em cho ba đứa dẹp đi diễn vì em nổi tóc này rồi. Tại cái diễn này như vậy là cũng vào năm ngoái, thì như vậy là cũng có một cái em bé đã đuối nước. Cho nên là chính quyền cũng đã vận động nhân dân và đã tổ chức san lấp. Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra 10 vụ đuối nước, làm 14 trẻ em tử vong. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là sự chủ quan, dù trẻ không biết bơi nhưng vẫn ra ao hồ, sông suối để tắm. Hiện tại thì tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp tổ chức là tập huấn đào tạo để cấp chứng chỉ dạy bơi cho cán bộ đoàn và giáo viên trong trường học. Chúng tôi cũng rất là mong muốn trong thời gian tới thì những cái điều kiện cơ sở vật chất, những cái nguồn lực xã hội hóa sẽ quan tâm nhiều hơn về việc là trang bị các cái bể bơi, các cái cơ sở vật chất để phục vụ dạy bơi và học bơi cho trẻ.
ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cắm biển báo tại các địa điểm có nguy cơ đuối nước, tổ chức các lớp học bơi, các địa phương cũng cần phải quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy trẻ em biết bơi, nhất là ngay trong dịp hè này, nhằm ngăn chặn, hạn chế tối đa những vụ đuối nước thương tâm. Tháng 6, tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em nhằm huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho các em. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi đối với ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xung quanh các giải pháp giảm thiểu tổn hại trẻ em, mang đến một mùa hè an toàn và bổ ích cho các em. Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin ông cho biết chủ đề và mục tiêu của tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 sẽ được phát động với cái chủ đề là chung tay giảm thiểu tổn hại cho trẻ em, cũng là nhằm cái mục đích các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội cũng như là các gia đình, các cá nhân chúng ta sẽ chọn ra những cái giải pháp tốt nhất, thực hiện tốt nhất những các quy định của pháp luật để làm sao chúng ta giải quyết những vấn đề nóng liên quan đến việc xâm hại trẻ em, liên quan đến vấn đề về phòng chống tai nạn thương tích. Đặc biệt là sau đại dịch Covid-19 thì có rất là nhiều những vấn đề xã hội mà nó tác động đến trẻ em. Tuy đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ trẻ em, tuy nhiên trong thời gian vừa qua đã xảy ra các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em. Theo ông, đâu là những hạn chế trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em? Chúng tôi cho rằng là về cơ bản thì những cái quy định pháp luật của Việt Nam ấy, hiện nay thì đã đảm bảo được ở cái góc độ là xử lý về mặt trách nhiệm đối với những cơ quan tổ chức, đặc biệt là người đứng đầu các cái cấp chính quyền, các cơ quan tổ chức và các bậc cha mẹ và gia đình trong trường hợp nếu như là để xảy ra những tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực hay là trẻ em bị tai nạn thương tích. Tuy nhiên là chúng tôi cho rằng là các cơ quan thực thi pháp luật chúng ta cần phải làm triệt để hơn nữa cái việc là xử lý những vi phạm này. Ví dụ tôi cho rằng là những trường hợp trẻ em bị tử vong do đuối nước chẳng hạn hay do tai nạn thương tích khác, mà khi chúng ta thấy rõ là lỗi do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào mà trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra thì chúng tôi đề nghị là chúng ta phải xử lý một cách nó rốt ráo, một cách nó quyết liệt, kể cả về mặt hành chính, thậm chí là về mặt hình sự. Thì tôi muốn nhấn mạnh công tác phòng ngừa kể cả trong xâm hại trẻ em, kể cả trong phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống đuối nước trẻ em. Muốn phòng ngừa thì phải tăng cường trách nhiệm các bên. Thứ hai là phải tăng cường cái nguồn lực đầu tư. Tôi cho rằng là cho dù có một số địa phương còn khó khăn, cho dù Việt Nam chúng ta còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhưng chúng ta vẫn đủ nguồn lực để chúng ta tăng cường các cái trách nhiệm, tăng cường các cái thực hiện chương trình mục tiêu, tăng cường các cái mô hình giải pháp để mà trẻ em chúng ta có một cái cuộc sống an toàn, lành mạnh hơn. Tháng 6 là thời điểm trẻ em được nghỉ hè và đây cũng là thời điểm mà hay xảy ra các vụ tai nạn thương tích. Theo ông, các bậc phụ huynh cũng như cộng đồng cần quan tâm như thế nào để trẻ có mùa hè bổ ích, an toàn, giảm tai nạn thương tích? Chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải tích cực phát huy những cái hướng dẫn mà của các cơ quan trung ương đã gửi cho các địa phương. Cần phải làm tốt cái việc là bàn giao quản lý trẻ em ở trong dịp hè giữa ngành giáo dục, giữa Ủy ban Nhân dân cấp xã, ở phường, cũng như là với cái vai trò tổ chức các hoạt động hè, khuyến khích những hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh trong hè của đoàn thanh niên, với cái việc là chung tay chăm sóc trẻ em, bảo vệ trẻ em trong cái thời gian hè, đặc biệt trong thời gian hè, của các cái tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể xã hội như là Hội Liên Phụ Nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân. Bởi vì chúng ta có một cái mạng lưới rất là tốt là các tổ chức chính trị xã hội, chúng ta có cái mạng lưới đến tận cấp cơ sở, đến từng gia đình, thì chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải phát huy cái sự vào cuộc, cái sự phối hợp một cách nó đồng bộ, nhịp nhàng hơn nữa của các cái tổ chức cơ quan ở cấp địa phương, cấp cơ sở, để làm sao chúng ta xây dựng cái môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em. Những cái kế hoạch về sinh hoạt hè, những cái kế hoạch về quản lý trẻ em trong hè, những kế hoạch về phòng chống xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè cần phải được xây dựng một cách hết sức cụ thể, và càng xuống đến cấp cơ sở thì càng cụ thể hơn, để làm sao chúng ta có những cái hành động thiết thực hơn, có những cái cá nhân chịu trách nhiệm một cách rõ rệt hơn, để làm sao chúng ta tạo cho con em chúng ta một cái mùa hè an toàn và lành mạnh. Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. Nội dung cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chuyện trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.